chương trình từ thủ đô Washington với luật sư trưởng Quang Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói tiếp tục về vụ việc cô bé 8 tuổi bị đánh chết dã dạ man bởi bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang thưa quý vị. Và trên màn hình đây là đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 12 năm 2021. Thì uh, mẹ ruột của cô bé và bác của cô bé đã làm đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố hình sự, khởi tố bị can về hành vi giết người và ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình của ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm bà Nguyễn Thị H, tức là mẹ của cô bé hiện nay đã có hộ khẩu thường trú tại Điện Biên Phủ, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đăng ký tạm trú Nguyễn Cửu Vân, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Quang Vinh, tức là bác của cháu bé thưa quý vị. Thì có thể nói là hai người là mẹ ruột và bác ruột của cháu Nguyễn Thái Vân Anh, sinh năm 2013 đã bị bố ruột và người tình bạo hành giả bang dẫn đến tử vong ngày 22 tháng 12 năm 2021. Bằng đơn này, chúng tôi tố cáo Nguyễn Kim Trung Thái, địa chỉ chấm 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 Điên Biên Phủ, phường Đa Cào, quận nhất thành phố Hồ Chí Minh và Võ Nguyễn Quỳnh Trang, thưa quý vị. À, thì được biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an đã tạm giam bà võ nguyễn quỳnh trang và ông nguyễn kim trung thái thưa quý vị và đã lấy lời khai thì uh, việc tạm giam này uh, sẽ diễn ra trong vòng hai uh, tháng và có thể là gia hạn thêm thưa quý vị thì được biết uh, người mà giết người là võ nguyễn quỳnh trang đã nhiều lần liên tiếp bạo hành đánh đập gây thương tích dẫn đến tử vong và Nguyễn Kim Trung Thái là đồng phạm đồng ý uh, cho Quỳnh Trang uh, cái quyền mà sử dụng uh, Roi sử dụng gậy để mà đánh đập cô bé 8 tuổi này thưa quý vị và coi như là đồng ý uh, dùng những biện pháp uh, tàn bạo tra tấn uh, xin thưa là như vậy, không có cái chữ gì khác cái thưa quý vị. tàn bạo tra tấn hành hung dẫn đến gây thương tích nặng nề trầm trọng cho cô bé 8 tuổi này. thì khung hình phạt cao nhất tội danh giết người là tử hình rồi quý vị. và đồng phạm là ông trung trai có thể cũng tử hình rồi quý vị. hoặc nhẹ nhất là trung thần thì à, đó là cái vụ án mà đang gây xôn xao và tiếp theo thì tin tức cho biết là bà trưởng đại diện của cơ quan unicef à, tại việt nam cũng đã lên tiếng và coi như là lên tiếng về vấn đề mà việt nam cần phải có những cái chế tài những cái biện pháp để bảo vệ cho trẻ em thiếu nhi ở việt nam thưa quý vị vì cái vấn đề bạo hành lâu nay thỉnh thoảng thì có những trường hợp và dường như là ngay cả xã hội cũng không mấy quan tâm thưa quý vị và theo tin tức cho biết thì có ít nhất là sẽ có 3 nhân chứng ở ngay tại khu trung cư của ông nguyễn trung thái và bà Quỳnh Trang là hai nghi can giết người. Họ nói rằng là họ đã nhiều lần nghe thấy những tiếng kêu khóc, gào thét của trẻ em. Nhưng mà họ lại có những cái suy nghĩ khác. Họ lại nghĩ rằng là có sự cãi vã của bà Quỳnh Trang với ông Trung Thái. Và bé Hoài, Thái Vân này chỉ là người chứng kiến thưa quý vị giống như là một sự cãi vã của người lớn rồi trẻ em hay con nít hay con cái trong nhà thì chỉ biết kêu khóc nhưng mà họ không ngờ rằng là bị đánh thề thảm và điều đặc biệt là ông Nguyễn Kim Trung Thái này tìm cách ngăn chặn việc mẹ ruột của em tới thăm em thưa quý vị để mà che giấu hành hành vi ngược đại hành hung tra tấn đánh đập trong một thời gian dài gây là cái thương tích rất lớn thưa quý vị có thể nói là với cái việc mà hình ảnh đã được công bố thì có thể nói rằng một cách chính xác là bé đã bị tra tấn dẫn tới tử vong và việc tra tấn này nhiều lần thưa quý vị và lợi dụng cái sự gọi là nuôi dưỡng nuôi nấng rồi tha hồ đánh đập mà đánh đập đây trong một cái thời gian hết sức dài thưa quý vị ít nhất là trên cả năm trời sau cái tháng 8 năm 2020 thì đó là cái cuộc ly dị của ông Trung Thái với bà vợ cũ và bà vợ cũ cũng tố cáo là cô Võ Nguyễn Quỳnh Trang này là người đã cướp chồng giúp chồng của bà và vợ chồng bà có hai đứa con lúc bấy giờ và con trai thì đi theo bà và may mắn thoát chết cô con gái 8 tuổi thì không được may mắn thưa quý vị nói chung là số phận đi vào một ông bố ác nghiệt cùng với bà mẹ sắp làm kế mẫu cũng ác không kém xin thưa quý vị là như vậy và có lẽ nói rằng bên công an đã triệu tập những nhân chứng và lấy lời khai, xin thưa quý vị là như vậy và chắc chắn là với sự lên tiếng của những cơ quan của Liên hiệp quốc như UNICEF chắc chắn là cần phải sự thật đạn vì cái vụ việc không phải chỉ diễn ra nằm trong cái phường Đa Cao quận Nhất mà nó đã lan tỏa lên trên cả thế giới thưa quý vị cần phải xử để làm gương để răng đe những cái hành vi bạo ngược và chẳng những là trẻ em thiếu nhi bị hành hung bị đánh đập mà đây là cái con số của cơ quan công an cho biết rằng phần đông và hầu hết những trẻ em Việt Nam bị đánh đập thì liên quan tới 97% là đến từ người thân thưa quý vị và hàng năm thì đã có hàng ngàn vụ là đã bị bạo hành bạo ngược hành hung đánh đập rất nhiều và thỉnh thoảng thì thậm chí là dẫn tới như chúng tôi cũng đã đưa tin là bẻ răng rồi tát tai rồi đánh đập rồi gây thương tích thậm chí là què tay què chân rồi có những vụ việc còn lấy nước sôi tạc rồi đủ thứ trò hành hạ thưa quý vị và chắc chắn là vụ này không thể chìm xuồng được vì ông Nguyễn Kim Trung Thái này thật chất thì cũng chẳng phải là một cái vị quyền chức nào cả chỉ là một giám đốc một công ty tư nhân rồi quý vị và cần phải bị trừng trị của pháp luật vì là người chứng kiến và là người mà coi như đồng phạm. Và theo lời khai của ông có vẻ như là ông đồng tình với bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang, ông không nhận thức được những cái hành động bạo ngược đó là bị xã hội lên án và pháp luật lên án và trừng trị rồi quý vị. Có vẻ là ông với những lời khai ông nghĩ rằng là đó chỉ là những biện pháp Uh, giáo dục giáo dưỡng bằng roi vọt nhưng mà những cái suy nghĩ của ông là có phần lệch lạc không có cái biện pháp nào gọi là biện pháp giáo dục bằng roi vọt bằng gậy gọc thậm chí đánh gãy cả cây rồi gây ra những cái thương tích bầm tím uh, những cái đa chấn thương uh, nội bộ tạng thưa quý vị những cái mà có thể là gây ra chấn thương từ từ và cái lời khai của hai người khi mà bà võ nguyễn quỳnh trang đánh cô bé gục ngã xuống thì cô quỳnh trang này mới nói là cần nên đưa đi cấp cứu vì có lẽ bé đã chết rồi thưa quý vị thì có tiếng của ông Nguyễn Kim Trung Thái cho rằng đưa đi cấp cứu làm gì để bị ở tù à. Chắc là có lẽ ông muốn thủ tiêu cái xác của cô bé Thái Vân Anh này thưa quý vị. Nói chung là quá ác. Ông bàn tính với bà Võ Nguyễn Quỳnh Trang là nếu đưa đi cấp cứu thì có thể bị tù như vậy chắc chắn là với cái ý đồ là ém nhẹm dấu xác vứt xác một thời gian rồi có thể hô hoáng lên là cô bé tự bỏ nhà đi đâu đó biến mất trên cõi đời này nói chung là cần phải tử hình những kẻ như nguyễn kim trung thái võ nguyễn quỳnh tràng với mức án kịch khùng thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Văn Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Và cũng xin trân trọng cảm ơn khán thính giả đã gửi đơn tố cáo và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đến với chúng tôi. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.